Misa của tôi, một người bạn, một thành viên trong gia đình. Chính con siêu quậy hai. Ta đã trông thấy một chú chó con rất đáng yêu. Mắt của nó thật là long lanh đó. Ta sẽ lấy mắt của nó ra rồi gắn kim cương vào. Cuộc giải cứu Lulu tội nghiệp. Nè! Cái đó không phải là đồ ăn đâu mà. Misa đã quay trở lại. Bắt lấy nó. Tức quá đi mà. Misa, cậu vẫn ổn phải không? Đón xem Cuốn con siêu quậy 2 phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 3 tháng 8 trên HTV3 Dreams TV.